Vâng ạ, xin cảm ơn rất nhiều. Và một ca khúc tiếp theo Bảo Thi xin được gửi đến là một ca khúc có lẽ Bảo Thi nghĩ rằng đây là một trong những bài hát rất rất là quen thuộc với tất cả những ai theo đạo Công giáo. Vì hầu như thì đêm nào trước khi ngủ và sau khi đọc kinh xong, Bảo Thi luôn hát ca khúc này. Có những lúc có thể hát được thành lời, mà có những lúc thì chỉ có thể hát ở trong lòng mình thôi. Thi xin được gửi đến tất cả quý cha, đức cha, quý tu sĩ cũng như giáo dân của chúng ta một bài hát được mang tên Năm Xưa Trên Cây Sồi. Và Thi hy vọng rằng ca khúc này, quý vị sẽ cùng cất giọng hát cùng Bảo Thi để chúng ta có thể gửi ca khúc này đến mẹ Maria. Mọi người trong cộng đoàn có đồng ý không ạ? Các nhà xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, mời các nhà. Trên cây sồi lòng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền tội, hãy tuôn sùng máu tâm, hãy nâng lần hạt mẫn rồi chân thành từ nay thông hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đoái thương nhầm lời cho nước Việt sinh tươi đức tin sáng ngời. Đôi môi như hoa cười mẹ Maria vui tươi, thì sẽ yêu cầu ban nhạc của chúng ta hát nhạc nhỏ lại, và Bảo Thi cùng với tất cả giáo dân của chúng ta cùng nhau đồng thanh hát ca khúc này nha. Năm xưa trên cây sồi lòng Fatima xa, quý vị hát cùng với Bảo Thi nha. Có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói, mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền tội, hãy tuôn sùng máu tâm, hãy nâng lần hạt mẫn côi. Đôi môi như hoa cười mẹ Maria vui tươi, có biết bao lớp người từ xa đua nhau bước tới, lòng chút khói ngậm ngùi, mắt cay đôi suối lệ đời, ngóng trông về máu tâm, sống trong tình mẹ yên vui. Rồi sớm chiều từ nay thông hối.
rất là hy vọng sự góp mặt của con ngày hôm nay, mặc dù không dài cũng chẳng quá ngắn, nhưng mà cũng mang đến cho tất cả mọi người một chút không khí vui và một chút sâu lắng cùng với mẹ Maria trong ca khúc vừa rồi. Xin được chúc cho quý cha, đức cha, quý tu sĩ và tất cả giáo dân của chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe, luôn tràn ngập trong hồng ân của Thiên Chúa, của mẹ Maria, đặc biệt là những giáo dân của trại giáo Anh Tôn luôn luôn có được thật nhiều hồng ân của Thiên Chúa. Và chắc chắn rằng nếu như mà Bảo Thi có dịp sẽ tiếp tục quay lại trong những năm tới. Xin cảm ơn tình cảm của mọi người rất nhiều ạ. Thay mặt cho những người làm chương trình, trân trọng cảm ơn sự có mặt của em, đặc biệt cho ngày hôm nay. Và xin Thánh An Tôn luôn ban cho em thật nhiều sức khỏe. Chúng ta cảm ơn Bảo Thi một tràng vỗ tay thật lớn nữa toàn thể quý vị ơi. Xin cảm ơn rất nhiều, cảm ơn em.